Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hảo, đến từ công ty xây dựng Kisato. Hôm nay tôi đang có mặt ở nhà chú Tài ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa để dự cái lễ cất lóc của gia đình. Sau thời gian thi công hơn 50 ngày thì công ty từ lúc làm móng đến giai đoạn hiện tại đã kịp tiến độ cho nhà chú Tài là thực hiện cất lóc trước thời gian Tết. Lì xì Tết hỗ trợ mùa dịch duy nhất tháng 1 tại Kisato, giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông, giảm giá thiết kế lâu đài còn 160.000 đồng trên mét vuông, thiết kế nội thất lâu đài còn 200.000 đồng trên mét vuông, thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nhanh tay đăng ký nhận ưu đãi ngay. Đây, xin giới thiệu về các bạn về tổng quan công trình. Trước khi mình giới thiệu sâu về cái phần lễ cắt lóc thượng lương của gia đình ấy nhá. Đây, nhà chú Tài được khởi công từ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Thì hôm nay là cũng được tầm 50 ngày rồi. Thì từ cái phần móng lên đến cái phần khung là tiến độ tầm 50 ngày mà được như này là rất là nhanh. Đấy là tập trung trên công trường là gồm có từ 7 đến 8 bác thợ và một anh em kỹ thuật là túc trực đây để đẩy nhanh tiến độ thi công cho công trình. Như các bạn thấy là hệ khung đã cơ bản đã hoàn thành hết để làm những công tác chuẩn bị để cất lóc thượng lương và gác hoành cho công trình. Thì mình giới thiệu qua về công trình như lần trước cái phần lễ động thổ mình cũng đã giới thiệu qua, thì lúc đấy nó còn một cái nền hiện trạng. Thì sau khi tẩy các thứ làm móng thì bây giờ lên hệ khung và định vị được tất cả hệ thống cột và kết cấu của công trình. Thì với kích thước phủ bì ở bên ngoài của công trình là 9,08 m. Đấy, từ mép tường bên này đến mép tường bên này nha các bạn nhé, là 9,08 m. Và nhịp giữa thì đang có kích thước lớn nhất là 3,19 m. Đây, mai sau gian thờ sẽ là phía chính giữa, chính diện này đây mọi người nhé. Đây, chính diện này. Và hai gian hai bên có kích thước là 2,45 m. Đây, hai gian hai hồi là 2,45 m. Thì nhà được kết cấu là thiết kế là 5 bậc ngũ cấp nhá. Là từ tính từ mặt sân đến mặt cốt lền nhà thờ là 750 mm các bạn mọi người nhá. Thì mai sau tất cả các bậc này, đây là cái bậc xây thô, thì mai sau là sẽ là ốp đá xanh Thanh Hóa với cái bản là 1 m, là ốp từng viên một đấy, mặt nhám có đủ hoa văn ở trên tất cả các bậc tam cấp này. Đây các bạn này, phía trước này sẽ đặt một cái lư hương cả hai cột đèn nhỏ ở chính vị trí này nhé. Mai sau mình phần này sẽ làm sân này, và hai cột đèn là sẽ là hai ở mép tam cấp ở công trình, hai cột đèn ở những vị trí này. Đây, đây như các bạn thấy thì cái phần cột của công trình đã được chát đây với kích thước cột hiên, và hàng cột hiên và hàng cột trong đã được chát với kích thước cột. Đây mình sẽ xem chi tiết bản vẽ. Kích thước cột thì thường cột bên ngoài sẽ là kích thước là 280 mm, cột bên trong là 300 mm, nhưng phía cột này nó sẽ hơi khác so với các cột công trình nhà thờ mà công ty Kisato hay làm. Đấy là gia đình thì có yêu cầu là chát thẳng từ trên xuống dưới, chứ không chát theo phong cách cột đóng đong như các nhà là sẽ phình to ở giữa. Nhưng cột này thì nếu mà mình làm phẳng này thì cũng khá là đẹp, tại vì sau thì sẽ thành một cái khối thống nhất, nó sẽ dạng hình trụ luôn và nó sẽ rất là chắc chắn, giống như cột gỗ ngày xưa. Đấy, phong cách mai sau sơn giả gỗ thì nó gần như là sẽ giống như cột gỗ luôn. Tất cả hệ thống đường điện của nhà thờ thì anh em đã đi chờ hết rồi, mai sau chỉ lắp cấu kiện. Và phía hai bên hồi thì công ty cũng có thiết kế cho gia đình là hai cái cửa vòm. Đây, cửa hồi vòm, thứ nhất là lấy gió và thứ hai là để đường rộng đường hiên khu vực. Thì với cái kích thước hiên là với chiều rộng là 1,55 m các bạn nhé.
Với cái cửa này là 950mm này. Với cái vòm kết hợp với hệ vòm, cái hiên thì may sau rất là rộng. Hệ thống cửa bức màn sẽ nằm trên hệ thống đường cột bên trong này. Phía gian thờ như các bạn đây là thấy rất là rộng này, từ cột phía ngoài hiên đến vào trong là 3m68 các bạn nhé. Thì mai sau khu vực này là khu vực gian thờ chính, và phía đằng sau có kích thước là 1m55. Đây là tính từ cột này, tim cột này đến tim cột đằng sau, là mai sau là vị trí bàn thờ sẽ đặt ngay vị trí này, bàn thờ gian chính giữa của ngôi nhà. Thì do gia đình là chỉ có thờ chính là ở gian giữa, còn không có nhu cầu là thờ hai bên, nên công ty có thiết kế cho gia đình hai cái cửa sổ 1m2 ở hai bên. Đấy, hai cửa sổ 1m2 hai bên, khi mà có cái hệ thống sập gụ hoặc là hệ thống trường kỷ kê đây, thì khi mở cửa này ra, tại vì ở đằng phía sau nhà của bác rất là còn nhiều đất, rất là thoáng, thì sẽ là có lấy được không khí, khí gió, ánh sáng vào, kết hợp với cửa sổ chữ thọ với đường kính là 800mm ở khu vực này. Đấy, các như bạn thấy. Đấy, hai luồng khí, ví dụ mình không mở cửa nhưng khi mà có gió ở vị trí này với cả gió này thì nó sẽ thành gió lưu không, và trong ngôi nhà rất là mát và nhiều ánh sáng các bạn nhé. Kết hợp đấy, như các bạn thấy là tất cả ô chợ này thì ở những cái vị trí bên cạnh thì đang có để là hai vị trí quạt hương mùi ở hai bên. Ví dụ khi mà gia đình thắp hương thì mình sẽ bật quạt hương mùi kết hợp với mở cửa sổ, thì mùi hương ở trong nhà gần như là không có và mức độ thông thoáng nó rất lớn. Đây thì như mọi người thấy thì hôm nay là lễ cất lóc thượng lương của công trình. Thì ngoài cái lễ động thổ của gia đình thì cũng phải xem ngày, thì cái ngày quan trọng thứ hai đó là ngày cất lóc thượng lương của gia đình. Cái thượng lương thì là chính là cái điểm giao giữa mái trước và mái sau, và có cái nó có kích thước cụ thể như sau. Cái phần đấy nó rất là quan trọng, tại vì nó là vừa là cái phần nó vừa là về mặt kết cấu, thì nó là đỡ phần mai sau cuốn thư này, bờ lóc này, sẽ là phần trên đấy là cái thượng lương sẽ là đỡ chính, và điểm giao kết nối giữa hai mái, mai sau mình sẽ xử lý đấy để là không bị là khi mưa hay là có hiện tượng mưa ngấm ở những cái điểm giao mái của công trình. Với kích thước thượng lương là 200x150mm. Đấy, như các bạn thấy thì ở dưới chữ thượng lương này thì ngày cất lóc này xem chi tiết để làm sao mà chọn những ngày phù hợp với tuổi của gia chủ này. Kết hợp với những ngày mà để có ngày đẹp, để có sự phát lộc phát tài, mang lại may mắn cho gia đình. Chữ ở dưới thượng lương được gia đình xin thầy, với có thể là, nhưng lưu ý khi chọn chữ ấy, thì sẽ chọn những chữ mà có vào cung sinh. Như gia đình đang chọn là chữ Hán Lôm với có 21 chữ, nếu mà theo phong thủy nó là chữ sinh thì mang lại nhiều tài lộc may mắn cho gia đình. Cái phần này thì theo nhu cầu của mỗi gia đình thì sẽ xin thầy, và thầy sẽ cho những chữ, và đa số là cái số chữ thì như mình vừa bảo đấy, sẽ vào chữ sinh của làm sao nó phù hợp. Và còn hai bên hai câu đầu cũng sẽ có phần chữ chữ, nhưng sẽ là phần mình sẽ gắn ở dưới, mình sẽ đúc viết sẵn ở dưới, xong mai sau chỉ gắn lên và hoàn thiện thôi. Thì chữ câu đầu là sẽ cùng có 5 chữ Hán Lôm nha các bạn nhé. Thì nói qua về hệ kết cấu của công trình cho mọi người, thì đây là vẫn là hệ thống kết cấu kẻ truyền dùng bê tông sơn giả gỗ do công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế và xây dựng. Thì phía đằng trước như các bạn thấy, đây là hệ thống con trồng này. Đấy, hệ thống con trồng này gồm có con trồng với kích thước là 160x180, gồm có 3 con trồng. Đây, 3 con trồng ở phía đầu hồi, 1, 2, 3, như các bạn thấy. Đấy, với kích thước con trồng này thì với cách thi công ấy của các bác ấy, như các bạn thấy là đấy, hoa văn đầu 7 này. Đấy, ví dụ như đầu 7 là với kích thước 200x240, với kết hợp hệ thống xà dọc được thi công với làm sao mà tiến độ công trình nhanh được như vậy. Đó là do cái kỹ thuật thi công của công ty xây dựng Kisato áp dụng những cái kỹ thuật thi công mà tất cả các bạn để ý, những tất cả các má này, má xà dọc này, má đầu 7 này, hoặc là má những cái con trồng đều được đúc sẵn ở dưới. Khi mà làm móng là các bác thợ đã bắt đầu là đúc những cái má sẵn rồi. Thì khi mà đến cái giai đoạn dựng cột xong là có sẵn những cái má với cường độ bê tông đảm bảo là mang lên nắp ghép như một tấm cốt pha. Bình thường là như các bạn thấy là ví dụ như trong nhà dân bình thường thì mình hay sử dụng cốt pha gỗ, cốt pha thép, đúng không ạ? Để mình đổ những cái dầm, cái xà, đúng không? Nhưng đối với nhà thờ thì không các bạn nhé. Thì mình sẽ dùng những cái má thay bằng cốt pha. Những cái má đấy ngoài bê tông nó còn có những cái cốt liệu sắt thép vào trong đấy, những cái thép trắng ấy, để gia cường cái thành đấy, khi mình bê vác cẩu lắp thì nó sẽ không bị gãy. Đây, như các bạn thấy, đây rất là phẳng và đẹp. Thì trên cái má đây nó đã có cái rộ hoa văn rồi, hoàn thiện rồi.
nghĩa là hoàn thiện gần như là đến 90% rồi. Mai sau mình chỉ cần bả, sơn, hoàn thiện. Đấy, cái những chỗ nào mà nó bị những lỗ li ti thì mình có thể chát những cái đáy này, ví dụ như cái đáy xà là phải chát lại này. Tại vì lúc mình ghép cái ván ấy không thể là phẳng được, nó vẫn có độ hở. Đấy, mai sau cái đáy, những cái đáy, tất cả đáy xà, xà ngang, xà dọc này là mình phải chát. Còn những cái mặt gần như là chỉ có đánh bả hoàn thiện là được. Đấy, tại sao nhiều người thắc mắc khi mà xem video ấy, có hỏi là sao cái đầu bẩy các bác thợ có thể mà đổ nhanh với cả nó hoa văn đẹp như vậy được. Đây, tất cả những này là có hệ thống khuôn nhé, khuôn hoa văn, một hệ thống khuôn hoa văn đã được công ty Kisato lựa chọn kỹ lưỡng làm sao phù hợp với từng gia đình. Đấy, xong mình đổ lên, đổ thành khuôn và mình ghép vào như cái má. Những cái nào cần trang trí thì mình sẽ làm trước thì mới đạt được cái tiến độ mà thi công mà nhanh như vậy. Đấy, trung bình một cái nhà như vậy với kích thước chiều ngang 9m, chiều sâu tầm hơn 8m thì bên công ty thi công từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng là hoàn thiện từ móng đến mái luôn, công trình bàn giao cho gia đình. Đây, và như các bạn thấy là đây là những cái phần hoành nhé, hoành của từng gian. Tại vì khi mình làm móng ấy thì mình đã xác định các lưới trục. Đấy, như gian giữa 3m19 này, hai bên gian là 2m45 này, mình đã có lưới trục từ tim cột này đến tim cột kia. Thì mình sẽ có kích thước để đổ những cái hoành này trước. Đây, hoành này đều được gia công trước ở dưới hiện trường, ở dưới mặt đất các bạn nhé. Hoành này thì với kích thước có cốt liệu chính là 3 thép 3 cái phi 14. Đấy, nó sẽ hình chữ C, hình chữ A ấy như này. Đấy, đập vào đây, một thanh đây, một thanh đây. Đấy, gồm có 3 thanh. Đổ kích thước là 120x120 với từng trục khác nhau vậy nhá. Tại vì cái gian giữa dài hơn thì cái thanh hoành nó sẽ dài hơn, còn hai bên ngắn hơn thì thanh hoành sẽ ngắn hơn. Tại sao lại phải đổ ở dưới trước? Tại sao? Tại vì các bạn biết là cường độ bê tông nó phải từ 28 ngày thì mới đạt được cường độ 100%. Còn từ 14 đến 15 ngày thì nó chỉ được tầm 70-80%. Tại vì khi mà mình không đổ trước mà mình mang cẩu lắp ghép lên trên mà đi lại thì nó sẽ rất là yếu, sẽ gây ra hiện tượng lứt của bê tông. Còn đối với những thanh này mình đã đổ trước đấy rất lâu rồi, bê tông đã đủ cường độ lên, cái sức chịu lực nó rất là khỏe, mình đi lại hay là đứng lên thoải mái các bạn nhé. Khi mình cẩu lắp thì không sợ hiện tượng đây, không sợ hiện tượng gì. Nên tại sao mà tất cả các cấu kiện tại sao lại phải hay gia công trước để như vậy? Tại vì khi cấu kiện bê tông nó không như là gỗ, cấu kiện bê tông thì nó cần có một thời gian để giữa bê tông và sắt thép nó liên kết được với nhau, với cả đủ độ cường độ của bê tông thì nó mới đảm bảo được chất lượng. Đây, như bạn thấy đây, phía bên này là các bác thợ đang cẩu cái thanh hoành đây. Ví dụ như mình mà mới đổ 1-2 ngày mà mình cẩu lên này, chắc chắn là sẽ có hiện tượng là bê tông nó sẽ bị lứt, gãy. Nó không thể mà được như này luôn. Đấy, khi mà bê tông được 28 ngày rồi thì cẩu lắp thoải mái luôn. Đấy, thì mình đang sử dụng dụng tời để cẩu lên các vị trí mà đã định hình trước. Thì tất cả các thanh này đều được ký hiệu số và lưới trục rõ ràng rồi. Đây, các bạn quan sát một tí. Đây là cái phần thượng lương thì sáng thì các bác thợ đã sử dụng xong. Sau khi là gác được cái thượng lương chính là gia chủ là có làm lễ, cúng một cái lễ, xong rồi sẽ là ngày giờ đã được chỉ định sẵn. Và thì khi mà khởi công thì gia đình cũng hỏi là hỏi mong muốn của gia đình là cất lóc vào ngày nào, thì cũng cố gắng đạt được tiến độ xong. Để mà cất lóc được cái này ý, thì cái điều kiện cần ý, là mình phải hoàn thành xong hệ khung là từ xà này, con trồng này, đấy, chuẩn bị hết đấy. Thì bao giờ đến đúng cái lần cất lóc thì là chỉ việc cất lóc luôn, chứ nếu mà chưa hoàn thành được cái hệ khung ở bên dưới thì gần như là không thể cất lóc được các bạn nhé. Thế cái ngày và cái tiến độ thi công gần như là phải thống nhất và đảm bảo với nhau. Sau khi cất lóc được buổi sáng thì bây giờ đang tiến hành công tác là cẩu những cái hoành. Tí mình sẽ lên mái chỉ cho các bạn vị trí đặt hoành như nào cho hợp lý. Và sau khi đặt được cố định các vị trí thì các vị trí con hoành này sẽ có phần xây chát chèn để đảm bảo độ vững chắc và hoàn thiện của công trình. Vâng, thì bây giờ chúng ta cùng lên bên trên để xem các bác cẩu hoành và những cái phần thượng lương, cái phần những thanh lóc ở hai bên hồi nhé các bạn nhé. Xin chào mọi người, tôi đang ở trên phía trên mái của gia đình. Đây, như mình vừa chia sẻ phía bên dưới đấy, thì đây là sau khi các bác thợ đã cẩu được cái phía hoành ở trên lên trên. Đây, hoành thì trước khi cẩu hoành nhé, thì mình đã xây những cái bờ này này, gọi là phần chèn này, định vị sẵn những cái ô nào là cái hoành ở vị trí đấy này. Như bạn thấy này, đây, đấy, chia rất đều lưới trục. Thì số hoành này sẽ là 21 nhé, cũng là sẽ là vào cung sinh, chứ không phải là mình chia ngẫu nhiên đâu. Thì tại sao phải có thiết kế như vậy? Tại vì khi mà có thiết kế thì tất cả các kích thước xà gồ là đã được là thiết kế định hình trước này. Khoảng cách giữa các thanh xà gồ này, số thanh xà gồ này đều được định hình trước này.
Đấy, độ dốc mái, chiều cao đỉnh mái, kích thước từng cấu kiện ra sao. Đấy, rất là chi tiết, có thể các bác thợ có thể là, chứ không có xảy ra tình trạng mà ví dụ tự phát mà tự làm ấy. Ông thì người thì thích 21, người thích 25, người thích 27. Nó không có một số liệu cụ thể nào. Thành ra rất là khó trong quá trình thi công, mà khi mà sự thống nhất giữa chủ nhà và thợ rất là khó xảy ra, sẽ xảy ra mâu thuẫn. Các mọi người xin lưu ý nhé, tại cẩu hoành đấy, sau khi để làm sao giữ được cái hoành này vững chắc, vững chãi theo thời gian. Tại sao mà khi công ty bảo là thi công nhà bê tông giả gỗ có thể trường tồn đến cả 100 năm là sao? Tại vì thứ nhất đó là chất liệu bằng bê tông này, nó rất là bền này. Các bạn thể, mọi người để ý nhá, những nhà mà bằng chất liệu bê tông thì rất là bền với thời gian, nhưng không kiểu như ngày xưa dùng gỗ có thể là bị ảnh hưởng bởi thời tiết này. Đấy, chất lượng gỗ này, còn bê tông thì các bạn đảm, mọi người cứ yên tâm. Tại vì nó là vật liệu rất là bền với thời gian. Và tất cả các vị trí hoành sau khi cẩu lên ấy, các bạn thấy nó có thể là di chuyển được đúng không? Định vị được thì mọi người đã có định vị sẵn. Đây nó có những phần thép ở trong cái thanh xà gồ này, những thanh thép phi 14 nó lòi ra ấy, thì sẽ hàn những cái dâu thép phi 6 này, kết hợp vừa là hai đầu nhá, một là lên cái phần xây chèn, hai là xuống phần bê tông ở dưới, để định vị những cái thanh này nó vững chắc hơn, không bị xê dịch này. Ví dụ mai sau mình lập cái mái đi lại này, gác hoành này, gác dùi này, đấy, tải trọng tác dụng vào thì cái hoành nó sẽ bị xê dịch. Để mà không bị xê dịch, không bị ảnh hưởng thì mình sẽ hàn cố định lại, liên kết lại tất cả các đầu hoành lại với nhau. Đây các bạn để ý đây, như mình vừa nói ở dưới phần các má đây, đây là má của đầu 7 này. Đấy, sau khi ghép hai cái má này với nhau này, bê tông sẽ được đổ giữa, và phần thép sẽ là phần cốt liệu giữa này. Đây là cái má của cái phần xà ngang này các bạn này. Đấy, rất là dày, cốt pha rất là dày. Đấy, phần giữa này. Đấy, sau khi xây gạch, đây là những cái đấu sen các bạn nhá. Để mà cái hoàn thiện trang trí này thì giống như cái phần chân dưới cột thì nó hay có phần chân tảng đúng không? Thì dưới tất cả các con trồng này, trụ trốn này thì cũng có những cái đấu sen trang trí. Đấy, cái này đã được đúc sẵn ở dưới, mang nó có cái phần khuôn định hình ở hai bên và phần lỗ hổng ở giữa, là mai sau chỉ cần định hình cái khuôn đấy vào đúng vị trí đấy là được, và mai sau chỉ cần bả và sơn trang trí là được. Đây, như bạn thấy là phía bên ngay bên cạnh tôi này là mọi người đang cẩu cái hoành lên. Sau khi cẩu được các vị trí hoành sẽ là cẩu những cái thanh lóc ở hai bên đầu hồi. Đấy, là hôm nay sẽ kết thúc được cái phần cất lóc và gác hoành ở công trình, và mai sẽ là hàn cố định lại tất cả các vị trí hoành trên này và bắt đầu tiến hành lập dui. Và sau khi lập dui xong thì tiến hành vị là lập ngói màn và ngói chiếu của công trình. Công tác này thì còn hơn một tháng nữa thôi là sẽ hoàn thành, nhưng chắc là nghỉ Tết thì chắc là phải qua Tết tầm hết tháng 1 âm thì sẽ bàn giao cho gia đình được. Vâng, tôi vừa giới thiệu cho các bạn về tổng quan công trình nhà chú Tài, cộng với là cách cẩu hoành này, một số lưu ý khi làm trên mái này, đặt những thanh thượng lương, thanh lóc và ý nghĩa của ngày cất lóc thượng lương của công trình. Và mọi người nếu mà có nhu cầu về thiết kế và thi công công trình trọn gói nhà thờ, nhà từ đường, xin vui lòng liên hệ số hotline phía bên dưới để nhận được sự tư vấn miễn phí của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở quý vị ở các bạn ở video tiếp theo. Và sau phần lập mái này sẽ là những phần hoàn thiện công trình, mình sẽ quay lại và quay gửi lại các bạn video tiếp theo cập nhật tiến độ công trình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Lì xì Tết hỗ trợ mùa dịch duy nhất tháng 1 tại Kisato, giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông. Giảm giá thiết kế lâu đài còn 160.000 đồng trên mét vuông. Thiết kế nội thất lâu đài còn 200.000 đồng trên mét vuông. Thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nhanh tay đăng ký nhận ưu đãi ngay.